Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Sàn Đề Ốc FT Home. Và với 1 tỷ 7, quý khách hàng sẽ làm gì để trong vòng 6 tháng đến 1 năm tài sản sẽ tăng lên 1 tỷ 9 đến 2 tỷ? Và hôm nay con sẽ giới thiệu cho quý khách hàng một sản phẩm giúp cho quý khách hàng có thể vừa kinh doanh, vừa đầu tư và có thể tăng giá trị tài sản của quý khách hàng từ 10 đến 20% chỉ trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Và sản phẩm này là sản phẩm đang hot nhất bên em và chỉ còn một sản phẩm duy nhất, và đây là sản phẩm em muốn giới thiệu đến quý khách hàng. Xin mời khách hàng vào tham quan bên trong. Về phần thiết kế và xây dựng thì quý khách hàng có thể yên tâm vì bên em luôn có đội ngũ giám sát nhà từ lúc đổ nền cho đến lúc nhà hoàn thiện. Nhà điện, hệ thống điện thì là hệ thống điện âm tường rất là an toàn và đẹp đẽ, và đây là không gian phòng khách rất là rộng rãi và thoáng mát. Tường thì được ốp gạch cao đến 1m2, rất là sạch sẽ và thuận tiện cho quý khách dễ lau chùi. Và trần nhà là trần thạch cao giúp cho căn nhà được thêm sáng và sang trọng hơn. Và đây là không gian của nhà sau, có bếp và nhà vệ sinh. Bếp thì rất là rộng rãi và thoải mái. Mặt bếp thì được lót đá hoa cương rất là sang. Tường thì cũng được lót cao 1m2, rất là dễ dàng lau chùi và dọn dẹp. Ngay chỗ em đứng là quý khách hàng có thể là để được một máy giặt, và có thể để được một bộ bàn ăn dành cho một cả gia đình, hay là nơi đây có thể rất là rộng rãi cho quý khách hàng nào mà muốn kinh doanh về ẩm thực. Và đây là không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh được đặt dưới chân cầu thang nên rất là tiết kiệm và diện tích cho căn nhà. Và đây là cầu thang để lên tầng 1 được đúc rất là chắc chắn. Những bậc thang thì được lót đá hoa cương. Và đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, có cửa sổ thoáng mát lấy ánh sáng tự nhiên vào cho căn phòng. Tường thì cũng được là lót cao đến 1m2, rất là sang và dễ lau chùi. Và phòng này quý khách hàng có thể là dành cho hai trẻ ngủ cùng với nhau, thì là khi mình sẽ đặt một cái giường đôi rất là thuận tiện. Và đây là không gian là nối tiếp giữa hai phòng, có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng được lót gạch cao đến 1m2, rất là sạch sẽ và dễ lau chùi. Và đây là không gian phòng ngủ rộng lớn nhất của ngôi nhà, có ban công rộng rãi thoáng mát. Từ đây quý khách hàng có thể nhìn ra là khu dân cư rất là đông đúc nên rất là thuận tiện cho việc là kinh doanh mua bán. Phòng có ban công rộng rãi thoáng mát như thế này thì rất thích hợp cho việc mỗi buổi sáng ra hít không khí và nhâm nhi vài ly trà, phải không quý khách hàng? Và khi quý khách hàng mua sản phẩm nhà bên em mà không muốn ở mà muốn cho thuê thì bên em sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho quý khách hàng, giúp quý khách hàng tìm kiếm khách hàng để cho thuê, tăng thêm thu nhập cho quý khách hàng. Và chỉ với 1 tỷ 7 quý khách hàng có thể vừa ở vừa kinh doanh và còn nhân đôi giá trị tài sản chỉ trong vòng 1 năm, thì còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay cho em vào số 0949698410 hoặc là 0335077724 để được sở hữu ngay một căn nhà tuyệt vời như thế này. Hoặc quý khách hàng có thể vào link YouTube bên dưới để xem nhiều sản phẩm khác hơn nữa, vì bên em có rất đa dạng sản phẩm giá trị từ 680 triệu đến 7 tỷ. Và cảm ơn quý khách hàng đã xem video. Quý khách hàng, nếu quý khách hàng thấy video hay thì cho em xin một like và một subscribe nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách hàng.